Hôm nay, Nai Sai sẽ hướng dẫn chúng ta hiệu ứng viết chữ tuyệt đẹp ngay trên PowerPoint. Video này chắc chắn sẽ giúp chúng ta có một bước tiến lớn trong cả tư duy lẫn ý tưởng thiết kế slide PowerPoint, đặc biệt là trong lĩnh vực sư phạm và đào tạo. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhấn chuột phải vào thanh công cụ mở Customize Ribbon, sau đó tích vào Draw để hiện ra thanh công cụ vẽ của PowerPoint. Đây là bộ tính năng mới độc quyền của Office 365 được Nai Sai cài đặt miễn phí cho học viên. Để trải nghiệm tính năng này một cách tuyệt vời nhất, chúng ta nên có một nền bảng phấn. Mọi người có thể tải miễn phí tại naisai.vn/bảng phấn. Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào công cụ bút vẽ, sau đó lựa chọn độ dày phù hợp cho nét chữ, rồi lựa chọn màu sắc mong muốn ở bên dưới. Bên cạnh những màu trơn, PowerPoint còn tặng thêm chúng ta khá nhiều họa tiết cho nét chữ, đặc biệt là chất liệu vàng và bạc mình đã dùng trong cảnh intro của video. Sau khi đã chọn được màu ưng ý, chúng ta sẽ nhấn giữ chuột trái để vẽ ra nét chữ mong muốn. Sau đó rồi, chúng ta sẽ dùng công cụ chọn tự do hoặc dùng chuột để bôi đen nét chữ đã vẽ. Chúng ta nên nhấn chuột phải rồi group vật thể lại để khâu thêm chuyển động sẽ dễ dàng hơn. Bước kế tiếp, chúng ta sẽ vào animation và thêm hiệu ứng replay. Mình sẽ tăng thời gian lên 3 giây để chuyển động chậm hơn, rồi mở bảng quản lý để xem thử chuyển động. Quá tuyệt vời, PowerPoint sẽ tự động viết lại nét chữ theo đúng quy trình mà chúng ta đã vẽ trước đó. Hơn thế nữa, chúng ta có thể thêm hiệu ứng rewind để đảo ngược quy trình viết chữ trong trường hợp chúng ta đang muốn xóa nội dung ở trên slide. Và để nét chữ được mượt mà uyển chuyển nhất có thể, chúng ta nên vẽ bằng các màn hình cảm ứng như Wacom hay như mình ở đây là Surface Pro. Từ đó, các thầy cô giáo có thể dễ dàng thiết kế slide hướng dẫn tập viết cho các em học sinh tiểu học và đặc biệt hữu dụng với các giảng viên đang dạy các ngôn ngữ có nét chữ phức tạp như tiếng Trung, tiếng Nhật. Hơn thế nữa, PowerPoint còn cung cấp cho chúng ta bút highlight để giúp nổi bật những thông tin cần nhấn mạnh ở trên slide. Tính năng này sẽ cực kỳ phát huy hiệu quả trong các slide báo cáo của các công ty. Bên cạnh đó, PowerPoint còn cung cấp tính năng thước để giúp chúng ta vẽ được những đường thẳng chuẩn chỉnh ở trên slide. Chúng ta có thể lăn chuột để điều chỉnh góc xoay linh hoạt của thước. Đây chắc chắn sẽ là món quà quý giá với các thầy cô dạy môn hình học. Từ nay, chúng ta sẽ không còn phải vẽ lại từng đó hình khối hay viết lại từng đó bài giảng trong mỗi tiết học của mỗi lớp khác nhau mà chỉ cần một slide duy nhất. Và cực kỳ thú vị, PowerPoint sẽ giúp chúng ta biến đổi những nét chữ đã vẽ ra thành chữ viết, thành hình khối hoặc thành công thức toán học. Và cuối cùng, tính năng Draw này sẽ mở ra một chân trời mới với những ai đam mê thiết kế slide PowerPoint theo hướng nghệ thuật sáng tạo. Chúng ta sẽ dễ dàng mang đến hiệu ứng vẽ tay cực kỳ uyển chuyển và mãn nhãn cho những bức họa, bức chân dung. Hay chúng ta có thể kể những câu chuyện ấn tượng lôi cuốn bằng phong cách doodle nổi tiếng, hoặc tạo nên những cuốn sổ tay theo phong cách Sketchnote thời thượng hiện nay. Đến với khóa học PowerPoint của Nai Sai, chúng ta sẽ luôn được sở hữu, trải nghiệm những tính năng mới đột phá của Office 365 và khai thác tối đa tư duy sáng tạo cùng những ý tưởng khác biệt từ các tính năng tuyệt vời đó. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nai Sai để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nai Sai, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.